95 Gustavo, số 5 Hoàng Văn Khánh, số 7 Phạm Xuân Mạnh. Như vậy là hiệp 1 đã bắt đầu. Phạm Văn Đức, pha phản công của Sông Lam Nghệ An. Đường chuyền bóng cho Felipe Martin. Dứt điểm. Không vào. Bóng chậm chận lăn vào khung thành của thủ môn Văn Toàn nhưng lại không đi vào lưới. Pha nguy hiểm đầu tiên thuộc về đội chủ nhà. Một pha chuyền bóng rất hay của Phạm Văn Đức. Thể lực của Felipe Martin đã vượt qua được đỉnh tài. Ngày hôm nay thì trung vệ Arias Smith cũng trở lại đội hình xuất phát thay thế cho trung vệ Phạm Mạnh Hùng. Người đá phạt sẽ là Sĩ Sâm. Đánh đầu. Rất nguy hiểm. Sức ép đã dồn lên khung thành của thủ môn Văn Toản trong những phút đầu tiên của trận đấu này. Hải Phòng đang thi đấu ngược gió. Đình Đồng hiện tại đang là thủ lĩnh tinh thần của Sông Lam Nghệ An, mặc dù anh không đeo băng đội trưởng. Diego Silva. Văn Hoàng đã trổ tài trong tình huống cản phá vừa rồi. Một thoáng lơ đà của cặp trung vệ bên phía Sông Lam Nghệ An. Bóng đến chân của Diego Silva. Một pha chuyền bóng rất dài từ phía dưới. Rất giống của bàn thắng Ibukebe ngày hôm qua vào lưới của Thanh Hóa. Khi đó thì Fagan thi đấu với hai ngoại binh khác, đó là Kevin Brand và Hector Kirin. Diego Silva. Không việt vị. Diego Fagan. Dứt điểm. Bóng đã bật ra. Một cú dứt điểm nhẹ nhưng bóng chạm mặt đất và khá trơn. Và Văn Hoàng chỉ có thể đẩy bóng ra thay vì bắt dính bóng trong tình huống vừa rồi. Rất may cho hàng thủ của Sông Lam Nghệ An khi mà Diego Silva đã không nhanh chân bằng Gustavo Santos. Những cầu thủ đồng hương với nhau trong quá khứ đó là Phạm Mạnh Hùng cũng như là Lê Thế Cường. Đường chuyền của Mà Hồng Quân, coi không được. Văn Hoàng đang chơi rất hay. Anh liên tiếp cản phá những cú dứt điểm của Fagan. Hai chiếc đó là của Diego Silva. Và anh là sự bổ sung chất lượng cho hàng công của Sông Lam Nghệ An trong bối cảnh hiện tại. Đây là cơ hội của Diego Fagan. Nếu như đó là một tình huống đi bóng qua người của thủ môn Văn Hoàng thì có lẽ cơ hội sẽ rõ rệt hơn. Thủ môn này đã lao ra rất nhanh để làm hẹp góc sút của Fagan. Vẫn là pha chờ bóng quen thuộc của Sĩ Sâm. Cơ hội khá nguy hiểm. Văn Toàn đã chơi xuất sắc trong tình huống vừa rồi. Một pha dứt điểm rất hay của Sĩ Sâm. Không được. Không có lỗi biệt vị của Phạm Văn Đức. Nhưng cú dứt điểm hơi nhẹ của Văn Đức đã không thể làm khó đối với Văn Toàn. Phút thứ 29 và tỷ số vẫn đang là không đều trên sân Vinh. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm rất dứt khoát của Sĩ Sâm. Phản xạ của Văn Toàn đã cứu thua trong khung thành của Hải Phòng. Một cú dứt điểm rất hay. Văn Toàn đã kịp khép góc. Ở mùa giải năm ngoái thì Ngô Quang Trường đóng vai trò là giám đốc kỹ thuật, trợ lý cho huấn luyện viên trưởng Trương Việt Hoàng. Người mùa bóng năm nay đã chuyển tới dẫn dắt cho Viettel, đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng sau chiến thắng trước Thành phố Hồ Chí Minh. Khá nguy hiểm. Pha chơi bóng của Phạm Xuân Mạnh và Văn Toản vẫn chơi rất cẩn thận. Một pha xử lý an toàn của Văn Toản trước một pha dứt điểm theo kiểu lá văng rơi của Phạm Xuân Mạnh. Đó là đợt tập trung duy nhất của đội tuyển Việt Nam trong năm 2020, năm mà dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều. Cơ hội dành cho Hải Phòng. Đó là cơ hội dành cho Hồng Quân. Phá can. Phá can là Xuân Mạnh.
Văn Hoàng đã bị đau chân sau tình huống cản phá vừa rồi. Đó là một cơ hội không thể tốt hơn mà Fagan đã tạo ra cho Mà Hồng Quân. Đình Đồng là người đã phá hụt bóng. Và trong tình huống đối mặt thì Mà Hồng Quân lại không thể chiến thắng được Văn Hoàng. Một trận đấu quá hay của Văn Toản cũng như là Văn Hoàng, hai thủ môn của hai đội bóng trong trận đấu ngày hôm nay. Hy vọng là Văn Hoàng sẽ tiếp tục thi đấu. Sĩ Sâm và Đình Tài. Sĩ Sâm đã đưa bóng qua khe hai chân của không vào. Thêm một lần nữa Văn Toản lại chơi tốt. Pha chuyền bóng rất hay của Phạm Văn Đức. Ở một cự ly hẹp nhưng đường chuyền bóng là rất dẻo. Nhưng vẫn chưa đủ để đánh bại được thủ môn Văn Toản. Hồ Tuấn Tài khá nguy hiểm. Nhưng bóng vẫn chưa đi bay vào lưới của Văn Toản. Cái chạm tay của Văn Toản đã một lần nữa cứu nguy cho khung thành của Hải Phòng. Pha dứt điểm rất bất ngờ của Hồ Tuấn Tài. Và nếu như đó là một tình huống đẩy bóng không hợp lý thì cơ hội sẽ đến với những người ập vào sau. Và khi đó thì Văn Toản rất khó để có thể ngăn cản bàn thua dành cho đội khách. Đó là lần thứ 7 không việt vị. Sĩ Sâm, người phá bóng đó là Diego Silva. Sai lầm của thủ môn Văn Toản. Vẫn chưa có bàn thắng mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An. Rõ ràng là sân trơn bóng ngớt với một tình huống bắt bóng đơn giản nhưng lại diễn ra vô cùng khó khăn với Văn Toản. Và có lẽ với bất cứ thủ môn nào trong tình huống này thì đây cũng không phải là một tình huống xử lý dễ dàng. Người cứu nguy đó là Hoài Dương sau cú dứt điểm của Phạm Văn Đức. Có lẽ lần sau Văn Toản nên chọn phương pháp đâm bóng thay vì bắt bóng dính như vừa rồi. Các cầu thủ áo vàng cho rằng bóng đã chạm vào tay của Hoài Dương. Nhưng trọng tài Ngô Duy Lân thì lại không cho như vậy. Đó là tình huống mà Hoài Dương đã khép tay tự nhiên. Thế Dương cũng là một cầu thủ thi đấu rất quyết liệt giống như Đình Đồng bên phía Sông Lam Nghệ An vậy. Và sự có mặt của Thế Dương sẽ giúp cho hàng phòng ngự của Hải Phòng được an tâm thêm phần nào. Tuấn Tài, Felipe Martin. Nhưng pha phối hợp 1-2 rất hay. Không được. Vẫn chưa thể chiến thắng được thủ môn Văn Toản. Đó là cú dứt điểm đưa bóng đi trúng vị trí của thủ môn bên phía Hải Phòng. Chỉ có hai cầu thủ bên phía Sông Lam Nghệ An và hàng loạt cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Nhưng họ vẫn tìm thấy nhau và tạo điều kiện để đưa ra tình huống dứt điểm. Phá Gan! Không được! Những bước chạy thân tốc của Phá Gan đã giúp anh có được cơ hội đối mặt vừa rồi với Văn Hoàng. Và Văn Hoàng với Văn Toản thì không biết là ai xuất sắc hơn. 1-9, 1-10, thưa quý vị và các bạn. Không để thua trong những tình huống đối mặt. Kể cả những tình huống dứt điểm từ xa nữa. Phản xạ của hai thủ môn này là rất tốt. Fagan đã vượt qua được Gustavo. Khó khăn về mặt tài chính khiến cho Sông Lam không nghe.